Chào mọi người, hôm nay mình làm cái video để chia sẻ cho anh em tận dụng những cái linh kiện phụ kiện hư á để làm cái cáp OTG nha anh em. Đây là cái chân sạc mình lấy ra từ cái cục sạc dự phòng hư. Đây là cái đuôi mình lấy ra từ cái cổng dây cáp cắt ra rồi mình làm cái cấu hình của cái sợi đoạn nó gì đây nè. Cái chân này mình để gì luôn nè, để theo chiều này luôn. Có 5 chân, 1 2 3 4 5 chân. Chân 1, chân 2, chân 3, chân 4, chân 5. Đây 5 chân, anh em nhìn kỹ cái nào cũng có 5 chân nha. Đây là quân cộng, đây là quân trừ, đây chưa đây luôn, đây là d trừ, đây là d cộng, cái này là chân, này là chân sensor. Rồi còn cái này anh em để theo chiều này luôn. Đây chiều này, đây cũng 4 chân, 1 2 3 4, đây là 1 2 3 4, đây cũng quân cộng, d trừ, d cộng, này quân trừ. Đây chân sen xe này với chân này, hai chân nối lên nhau thành một chân. Đây một chân, hai chân, rồi 4 chân, bên này cũng có 4 chân. Rồi 1 với 1 nối lại thôi, 2 với 2 nối, 3 với 3 nối, 4 với 4 nối, vậy thôi. Rồi giờ mình nói lại nha. Này nhỏ nó trước đi. Đây thằng dây mình cắt ra sẵn rồi nè. Đây chân trừ đây. Nó có hai chân sát bên này, một chấm hai chân nó dính luôn, chân 1 chân 5 á, dính luôn. Nói hai cái chân cộng trừ chứ đi, nó nhẹ quá. Này là chân D trừ. Này là D cộng màu xanh. Rồi xong một đầu bên đây. Đầu đây để nhìn nha. Đây chân 1 là chân cộng đây, chân đỏ. Tấu nó vô. Cái này là chân trừ, trừ ngoài bìa này, cho hai cộng trừ nó vô trước. Rồi chân đỏ tới chân trắng. Có một sợi màu xanh đây. Rồi vậy là xong rồi. Chỉ test thì sửa chữa bắn keo nến vô cho nó đẹp ra thôi. Giờ test nè. Đây nhìn vô. Đây là thẻ nhớ của mình. Chớp à, có phản ứng à. Đây nó nè, thẻ nhớ của mình đây. Thấy không, tháo ra là mắt nè.
Nó tháo cái mắt ra đó. Đây. Tay của bạn nè. Chưa có thể nhớ, em về gắn thể nhớ chưa nè. Đây, đây, đây. Hiểu chưa? Đây, coi nè. Rồi bây giờ mình chỉ nhiêu thôi anh em. Chia sẻ tận dụng những cái thiết bị hư á. Mình chế lại chứ cái dây này cũng không có nhiều tiền đâu, 10.000, 15.000 vậy.